Cùng với huấn luyện bay, tổ chức bắn ném bom đạn thật, thì huấn luyện nhảy dù là một trong những nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện, đào tạo phi công, góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, xử lý tốt các tình huống tác chiến trên không và trên mặt đất của quân chủng phòng không không quân. Sư đoàn Không quân 370 thời gian qua đã chú trọng đổi mới và nâng cao trình độ kỹ thuật, khả năng thực hành nhảy dù cho lực lượng phi công trẻ, tổ bay, nhân viên cứu hộ cứu nạn với các nội dung sát thực tế. Ngay từ sáng sớm, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Cùng với việc được kiểm tra đủ điều kiện về sức khỏe, những phi công, học viên của Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 phải nắm vững nguyên lý hoạt động của dù, thực hiện đúng các thao tác, các kỹ năng xử lý tình huống mới được tham gia huấn luyện thực hành nhảy dù. Đây cũng là điều kiện để học viên rèn luyện bản lĩnh cùng sự thận trọng, tỉ mỉ. Từ lúc học tập và huấn luyện ôn tập để chuẩn bị cho một mùa dù an toàn, thì đối với mỗi phi công thì luôn trách nhiệm đối với bản thân mình cũng như là trách nhiệm với nhiệm vụ, thế nên là luôn tập trung cao độ để thành thục mọi yếu lĩnh, coi như là ôn tập lại để xử lý mọi tình huống cũng như là bất trắc trên không khi có diễn biến xảy ra. Sau nhiều lần nhảy dù rồi thì mình thực hành nó thành thục hơn, đặc biệt là khi về đến Trung đoàn 935 thì là đơn vị chiến đấu được sự huấn luyện bài bản, thì trước các mùa nhảy dù thì phi công được lên lớp hướng dẫn về lý thuyết lại từ đầu, rồi thực hành các động tác rời cửa cũng như là tiếp đất và xử lý bất trắc trên không, cho nên là xử lý các tình huống rất thành thạo. Thời gian qua, Sư đoàn Không quân 370 thường xuyên tổ chức huấn luyện nhảy dù cho phi công cùng các lực lượng trên địa bàn với nhiều bài tập khác nhau, trong đó chú trọng sát với thực tế nhiệm vụ của từng lực lượng. Toàn bộ phi công của sư đoàn đã tham gia huấn luyện nhảy thực hành nhảy dù 100% an toàn. Với vai trò là một thầy giáo cũng như là một người lập ra các cái kế hoạch để cho sư đoàn tổ chức nhảy dù an toàn, thì cũng có một số vấn đề, có nghĩa là cái khâu lập kế hoạch và khâu chỉ đạo các cái đơn vị để cho họ lên lớp cho đủ giờ và kiểm tra. Huấn luyện xong lý thuyết thì có kiểm tra. Kiểm tra sau đó thì đưa cái buổi ngày hôm nay là buổi thực hành, thì kết quả cuối cùng là 100% an toàn thì là rất là tốt. Hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hành nhảy dù sẽ góp phần nâng cao trình độ cho phi công, là cơ sở để đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện bay, bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.